con chúa trên thuyền đấy, thấy không? Mày quay về cho con xem cái kia con chó trắng kìa. Con nhìn thấy không? Ở trên thuyền đỏ ấy. Ừ, có con chó màu trắng á. Bữa nó kêu á. Đúng không? Thế xin đấy mày bảo này, có bố mẹ thì con mới được chơi cạnh hồ nước thế này thôi nhá. Không có bố mẹ là con không được đi gần hồ nước đâu nhá, biết chưa? Nguy hiểm lắm. Không cứ quen đi. Chồng kìa, không đi tìm. Không đi tìm quả thông trông như là ông cụ non. Liếc một camera của mình. À, đang nhìn chồng gái, bố mẹ đã tiên được. Đấy, bên này đang có bạn đấy, đấy. Yeah. Đang chơi liếc, mà liếc nhìn thể hiện này à. À, cơm bố mẹ không được con ngại. Người ta còn chưa biết tự thay bỉm thể hiện sao được. Ô hở chim, hở chim. À không. Ô Jason mặc quần thủng đít. Bạn nhìn thấy đít à? Bạn nhìn thấy chim à? Thế Sơn ơi, sờ có phải thủng đít không? Mày nói thật đấy. Con sờ đít không có phải thủng đít không? Thế Sơn này, quần thủng rồi. Anh hay tía. Hai phát rắm. Anh hai quả. Ừ, mày nặng thế tôi. Yeah. Tao đi ra, tao hết con rồi đó mẹ. Đi ra. Thằng kia, kìa, ra trông con nó ngại chơi. Rồi. Chẳng cần biết nguyên. Thế giờ nó cứu. Dạ em không phải tao cứ chim ấy. Cứu. Cứu, cứu, cứu. Con. Cứu kiểu gì vậy? Cứu cứu, hôn cái nào. Ôi giời ơi kìa, hôn mẹ nó ra này. Hôn kiểu gì vậy? Thằng Tố. Hay à. Thôi về đi. Đi về đi. Last one nhá.